Thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh được câu lạc bộ Bình Dương đăng ký vào giờ chót ở kỳ chuyển giữa mùa V-League 2023. Câu lạc bộ Bình Dương thông tin đội bóng này ký hợp đồng với Nguyễn Tuấn Mạnh. Thủ thành sinh năm 1990 được đăng ký vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng V-League. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức từng là thầy cũ của Nguyễn Tuấn Mạnh ở câu lạc bộ Đà Nẵng. Ông muốn tạo điều kiện cho cậu học trò trong hoàn cảnh Tuấn Mạnh thất nghiệp nửa năm qua. Tuấn Mạnh chia tay câu lạc bộ Đà Nẵng cuối mùa giải 2022. Sau đó, anh trở về nhà ở thành phố Nha Trang và tập luyện cùng câu lạc bộ Khánh Hòa. Tưởng chừng hai bên đạt được thỏa thuận, nhưng cuối cùng câu lạc bộ Khánh Hòa quyết định đặt niềm tin vào Võ Ngọc Cường, Nguyễn Hoài Anh và Lê Văn Trường. Nguyễn Tuấn Mạnh là thủ thành quê Thanh Hóa. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Tuấn Mạnh có nhiều năm thi đấu cho đội bóng phố núi trước khi chuyển đến câu lạc bộ Đà Nẵng. Thủ thành 33 tuổi thể hiện phong độ ấn tượng và được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018. Anh là sự lựa chọn thứ ba sau Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng. Ưu điểm của Tuấn Mạnh là khả năng làm chủ vòng cấm ấn tượng. Anh có thể chỉ huy tốt hàng thủ và gây khó khăn cho các tiền đạo đối phương. Tuy nhiên, phong độ của Tuấn Mạnh không ổn định. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, câu lạc bộ Bình Dương sẽ có thêm một lựa chọn đầy kinh nghiệm trong khung gỗ. Thủ thành Trần Minh Toàn thi đấu tốt, được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nhưng huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cần thêm phương án dự phòng cho 5 trận đấu quyết định. Câu lạc bộ Bình Dương mới chỉ có 7 điểm, đứng cuối bảng và nguy cơ phải xuống hạng. Họ là đội bóng duy nhất chưa có được chiến thắng nào tại V-League 2023. Cơ hội trụ hạng là vẫn còn khi câu lạc bộ Bình Dương chỉ kém câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 điểm trên bảng xếp hạng.